Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những tháng cuối năm, do nhu cầu của thị trường có xu hướng tăng cao, khiến tình hình buôn lậu thuốc lá ngày càng trở nên phức tạp với số lượng lớn. Điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng có biện pháp tổng thể, quyết liệt nhằm ngăn chặn và đẩy lùi vấn nạn tồn tại trong nhiều năm qua. Thực tế, gia tăng của buôn lậu thuốc lá trong thời gian qua xuất phát từ nhiều lý do. Trước hết, hoạt động buôn lậu thuốc lá đem lại siêu lợi nhuận lên tới 400% bởi thuốc lá lậu không phải chịu bất cứ loại khoản thuế phí nào, trong khi thuốc lá nhập khẩu chính ngạch phải chịu thuế nhập khẩu từ 100% đến 202,5% và thuế giá trị gia tăng 10%. Trong khi đó, thuốc lá sản xuất trong nước cũng phải chịu thuế lên tới 85%, trong đó thuế tiêu thụ đặc biệt 75%, thuế giá trị gia tăng 10%, còn thêm quỹ dự phòng chống tác hại của thuốc lá 2%. Theo nhận định của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại và hàng giả, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, mặc dù đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn và đẩy lùi, nhưng hoạt động buôn lậu thuốc lá vẫn diễn biến rất phức tạp. Qua kiểm tra, kiểm soát và xử lý cho thấy, buôn lậu thuốc lá có chiều hướng gia tăng về cả số vụ, số lượng thuốc lá lậu và giá trị hàng hóa. Tình hình buôn lậu thuốc lá không chỉ có chiều hướng gia tăng về số lượng, số vụ mà phương thức, thủ đoạn cũng có nhiều thay đổi với tính chất phức tạp, khó lường. Đối tượng thường cất giấu hàng hóa tạo hầm vách ngăn trên các cái xe phương tiện vận tải trong thùng dầu làm hai ngăn để trên các cái mui xe để cất giấu hàng hóa vận chuyển, lợi dụng những ngày nghỉ, những ngày lễ, ngày nghỉ và những đêm tối để vận chuyển thuốc lá nhập lậu. Các đối tượng buôn lậu là chất hàng hóa lên xuồng ngụy trang rồi đi theo các cái đường tắt lối mở để vận chuyển hàng hóa qua biên giới. Thứ hai là cái số lượng vận chuyển mỗi lần thì nó lớn hơn so với mùa khô. Tại vì mùa khô thì các cái đối tượng buôn lậu chủ yếu là dùng xe gắn máy chở hàng. Còn mùa nước thì các đối tượng buôn lậu dùng xuồng để chở hàng. Chúng tôi phối hợp với các lực lượng đứng chân trên biên giới và các lực lượng trong nội địa để tổ chức đấu tranh có hiệu quả. Chúng tôi làm tốt cái công tác phối hợp, nhất là phối hợp với lực lượng hải quan và công an. Trong báo cáo thực hiện nghị quyết 41 NQCP của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại trong tình hình mới, Bộ Công Thương cũng thẳng thắn thừa nhận những hạn chế trong công tác chống buôn lậu như công tác theo dõi diễn biến thị trường, kiểm tra giám sát còn bị động, năng lực và trình độ chuyên môn của công chức quản lý thị trường chưa đồng đều, hiện trang thiết bị của lực lượng quản lý thị trường còn lạc hậu. Hiện nay các lực lượng thì đang thiếu cái vấn đề về cano. Trên bờ thì là coi như là các cái phương tiện mà để ngăn chặn thì cũng rất là khó khăn. Rồi là về công cụ hỗ trợ thì của chúng tôi cũng hiện nay cũng đang thiếu. Nó nhất là các cái công cụ hỗ trợ để thực hiện cho các cái biện pháp nghiệp vụ trong công tác chống là thuốc lá lậu này. Năm 2019 thì bên cạnh cái công tác tổ chức ổn định mặt tổ chức quản lý thị trường và cái phương tiện cơ sở vật chất còn hạn chế thì còn việc chống buôn lậu thuốc lá thì nó thu được kết quả của hạn chế, mà hơn nữa về xử lý thuốc lá tịch thu cũng chưa giải quyết được thì nó cũng khó khăn về chi phí cho các anh em thực thi nhiệm vụ. Thì đó là những cái mà nó kềm hãm, nó hạn chế kết quả chống buôn lậu thuốc lá. Trên đầu biên giới sóng to gió lớn, cho nên cái khó khăn của cái lực lượng chống lậu bộ đội biên phòng tỉnh trong công tác đấu tranh, một là cái phương tiện nó nhỏ. Trong lúc đó thì điều kiện công tác thì sóng to gió lớn, cho nên là nó gây cái nguy hiểm đến cái tính mạng cho anh em. Thứ hai là cái địa hình thì nó rộng, nước thì nó lớn, cái tầm bao quát thì nó có hạn chế. Thứ ba là các cái lực lượng, các cái đối tượng buôn lậu thì thường xuyên được tổ chức canh đường, theo dõi các cái hoạt động của lực lượng chống lậu để thông báo cho nhau cái đường đi nước bước của lực lượng chống lậu, cho nên là cũng gây rất nhiều cái khó khăn cho lực lượng đấu tranh chống lậu. Để có thể thực hiện hiệu quả công tác chống buôn lậu nói chung, mặt hàng thuốc lá nói riêng, đặc biệt là trong thời gian nhạy cảm dịp Tết Nguyên đán 2019, cần có sự vào cuộc mạnh mẽ, sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan chức năng. Các địa phương cũng cần có cơ chế khuyến khích, động viên các tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia phát hiện, bắt giữ đối với vận chuyển thuốc lá lậu, đồng thời tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá, góp phần giảm nhu cầu sử dụng đối với mặt hàng này, nâng cao ý thức, trách nhiệm và trình độ nghiệp vụ của các lực lượng chức năng phòng chống buôn lậu thuốc lá.